Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Thì ở những tập trước á, các bạn đặt câu hỏi cho bên Honey Beauty rất là nhiều luôn về các vấn đề về phun xăm á. Thì trong tập này Trang và chị Huyền sẽ tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn về những vấn đề phun xăm nha. Thì chúng ta bắt đầu luôn nha chị Huyền ơi. Sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Chị xăm được 4 tháng mà không thấy lên màu luôn, chị vẫn dưỡng suốt nhưng mà vẫn như vậy, thì mình phải dưỡng như thế nào vậy em? Thì 4 tháng thì nếu giả sử mà đã mong muốn lên màu á, thì sau 2 tháng nó đã là lên màu đều rồi, lên màu chuẩn rồi. Còn nếu mà 4 tháng nó vẫn chưa cái đủ độ màu của chị mong muốn lên á, thì chưa có thể là lên màu là lần thứ hai rồi nha. Tại vì có một số bạn là cần phải cái thời gian mình khử thâm xong rồi mình mới lên màu được. Thì mình sẽ lên màu nếu mà mình cảm thấy là chưa đủ độ màu mà mình muốn lên. Dạ, rồi xin cảm ơn câu trả lời của chị Huyền và chúng ta sẽ qua tiếp tục câu hỏi thứ hai. Chị ơi, có nên phun xăm khi tới ngày đèn đỏ không ạ? Thật sự là trước đây á, cái việc mà phun xăm nó xâm lấn vào quá nhiều cũng như là tình trạng bị tổn thương nhiều thôi. Còn bữa nay thì kỹ thuật tân tiến rồi, chỉ là không có ảnh hưởng khi mà ngày đèn đỏ. Chỉ là cảm giác cho mình nó không được thoải mái khi mình nằm phun thôi à. Chứ còn về màu mực hay là những cái thứ khác thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu nha. Dạ, cho nên là chị em cứ yên tâm mà tới ngày đèn đỏ thì vẫn cứ phun xăm thoải mái nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi số 3. Chị ơi, em xăm môi gần 2 tháng mà không có lên màu, em tính đi làm lại thì mấy tháng mới đi làm lại được vậy chị? Phun xong sau 2 tháng thì cái thời gian đó là cái thời gian mà gọi là tốt nhất để cho mình nhìn cái màu mực đã lên được chưa này, ổn định chưa, thì lúc này bạn có thể là bắt đầu phun lại lần thứ hai được rồi đó. Và bạn thử xem là cái màu sắc bạn muốn lên là như thế nào. Còn những cái bạn mà muốn khử thâm thôi thì trở về làm cái nền hồng tự nhiên của môi là ok rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua tới câu hỏi tiếp theo. Bạn ơi cho mình hỏi phun môi mấy năm mực mới mờ vậy ạ? Mình xài là mực hữu cơ. Rồi thiệt luôn á mấy bạn. Nói về phun xăm mà màu môi là một, nếu mà một cái môi mà mình giải quyết cái tình trạng thâm rồi lên màu rồi á, người thợ phun xăm ế luôn á. Tại vì làm màu mực hữu cơ mà làm tốt lên hết cái nền thâm, lên nền mà khách ưng ý luôn, xài hoài luôn giống bạn Thông Huyền này. 4-5 năm rồi chưa làm lại, tại vì cái màu nó vẫn trong, nó vẫn rất là tự nhiên luôn. Chỉ trừ khi cái trường hợp mà các bạn có sử dụng những cái loại son môi mà có chì nhiều này, tích tụ dần dần thì nó cũng có ánh hơi sầm lại, hoặc là khi mà các bạn có sử dụng thuốc hoặc là thuốc lá điện tử hay là bất cứ loại thuốc nào thì nó cũng sẽ sầm lại, hoặc là cái thay đổi nội tiết tố thôi. Còn nếu đó giống như lúc nãy Huyền có nói là 4-5 năm mà Huyền chưa làm lại môi, tại vì cái nhu cầu của mình là trẻ trở về làm cái nền trong hồng tự nhiên thôi thì đã đạt chuẩn rồi. Nên cái việc mà các bạn chọn cái cơ sở uy tín để mà mình chọn đúng màu mực hữu cơ, chọn đi đúng tầng da cũng như là màu mực hợp lý thì rất là lâu để các bạn có thể làm lại, và mình biết chăm sóc môi thêm một tí nữa là cái thời gian mình sử dụng rất là lâu luôn. Dạ, vậy tính ra cũng khá là lâu, 4-5 năm rồi mà chưa làm lại luôn. Rồi, dạ chúng ta sẽ qua tới câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, em phun được 4 tháng rồi mà nó cứ bị bong da non hoài, có bị sao không chị? Thì cái tình trạng bong da non này thì cho Huyền hỏi là không biết là trước đây da của bạn có hay bị khô môi không. Tại vì có thể là bình thường các bạn bị khô môi, các bạn bị bong bong, khách hàng của Huyền cũng vậy, có bị bong, bị khô môi là cứ bị bong rang vậy. Tới khi thì mình đi phun môi về á, cái da khô đó nó vẫn đang bong, mà các bạn cứ bị nhầm lẫn qua là do đi phun môi về nên nó mới bị như vậy. Thật sự ra mấy bạn không đi phun môi mà nó vẫn bị khô và nó vẫn bị bong mà. Thì cái đầu tiên bạn cần là thêm nước vào cho cơ thể mình cho nó đủ chất, rồi thứ hai nữa là bôi dưỡng ẩm vô để cho cái môi của mình luôn luôn trong mịn. Còn khi nào mà nó bong, nó kèm theo ngứa hay là mụn nước hay là khó chịu thì lúc đó bạn sẽ đi da liễu để mình xem cái tình trạng là mình có bị dưỡng mực đồ vậy hay không. Còn nếu nó bong bình thường thôi thì người ta không buông, người ta cũng vẫn bị bong đó. Vậy thì cái bong nó kiểu như là giống như là da chết vậy đúng không chị? Da chết thì nó sẽ bong theo kiểu là khô mọc ở giữa này thôi, hoặc là khi mà các bạn thiếu nước nó vẫn bị bong mà. Thì nếu mà được thì bạn hãy cho Huyền thêm cung cấp hình ảnh cũng như là chi tiết thêm cái tình trạng của mình để Huyền có thể hướng dẫn thêm cho bạn nha. Nếu như mà các bạn có những cái vấn đề thắc mắc nào mà muốn cần chia sẻ trực tiếp thì các bạn cứ chụp hình lên và gửi lại cho bên Honey Beauty, hoặc là tới trực tiếp số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, để mà các chuyên viên bên Honey Beauty có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người kỹ hơn nha. Thì nếu như mà mọi người còn câu hỏi nào thì cứ comment ở phía bên dưới, thì trong tập tiếp theo Trang và chị Huyền cũng sẽ giải đáp cho mọi người nha. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.